Hoàng Lan chân thương gửi lời chào tới mỗi chị em quan tâm Hoàng Lan trong thời gian qua. Hôm nay là lần đầu tiên Lan phát trực tiếp một cách chính thức để trả lời một câu hỏi mà Lan nhận được rất là nhiều từ các chị, các bạn là học viên, là những người theo dõi Facebook của Lan. Là làm sao để trở thành một người phụ nữ thành công, tự lập? Thực tế cho đến nay Lan vẫn đang trên con đường chinh phục những mục tiêu của chính mình. Nhưng Lan nhận thấy rằng cũng cần chia sẻ một số trải nghiệm mà Lan đã thu nhận được trong quá trình lập nghiệp và khẳng định bản thân mình. Đó là 5 chữ DM. Định mệnh này, đam mê này, điểm mạnh này, đồng minh này và cuối cùng là đổi mới. Như vậy Lan vừa chia sẻ một công thức vàng, Lan hy vọng rằng nó sẽ giúp cho tất cả các bạn ở đây sẽ thành công hơn trong cuộc sống. Lan cảm ơn tất cả mọi người.